Số 1. Đó có phải linh hồn của họ? Đây là một đoạn video đáng sợ. Nó được hai người đàn ông sinh sống tại Nhật Bản quay lại được khi vào một ngày nọ, họ đã rủ nhau đi đến một khu rừng u ám để khám phá hiện trường của một vụ án bí ẩn xảy ra từ cách đây rất lâu về trước. Theo đó, câu chuyện bí ẩn đã khiến cho khu rừng này trở nên thật sự ám ảnh. Nó đã xảy ra cách đây khoảng vài năm trước. Thời điểm lúc bấy giờ, đã có ba cô gái trẻ rủ nhau đi vào khu rừng này để cắm trại, nhưng điều không may đã xảy ra với họ khi dường như cả ba người họ sau nhiều ngày không trở về nhà, họ đã bị hành hung và sát hại. Sau đó không lâu, sự mất tích bí ẩn quá lâu của ba cô gái đã khiến cho gia đình cảm thấy nghi ngờ và họ đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát để báo cáo về vụ việc kỳ lạ trên. Sau khi cảnh sát nhận được tin, họ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trong khoảng thời gian điều tra rất lâu, dường như họ đã tìm được địa điểm mà ba cô gái kia đã đi đến, nhưng dường như họ đã chẳng thể tìm được nguyên nhân và thủ phạm đã gây hại cho ba cô gái kia. Cho đến hôm nay, vụ án bí ẩn trên vẫn còn là một ẩn số, và cũng chính vì muốn làm sáng tỏ vụ việc đáng sợ trên, hai người đàn ông đã quay lại đoạn video trên, họ đã cùng nhau đi đến nơi hiện trường từng xảy ra vụ án bí ẩn, và khi họ đến nơi, thì dường như camera của họ đã vô tình quay lại được một thứ trông vô cùng ớn lạnh. ね、あの、例の、例の、あ、女性3人が、はいはいはい。死体遺棄事件の。ああ、証言話ね。なんかあれってなんか乱暴されて上でなんか生きてたっていう。うん、3人が、3人なのかと思いきや。監督か。うん。ええ。足跡とか全て怖いね。なんかあれみたいな、あの、なんだろう、その なるみたいな。いや、本当に。それ誰本当に。いや、でも犯人考えてないと思う。ああ、考えたんだ。うん。多分、もう欲望に赴くままみたいな。衝動的な感じだね。うん。あれ犯人って捕まったんだっけ？いや、犯人は捕まってないよ。捕まってない。そういうのないし。被害者ってみんな確か、あれ、大学生だっけ？あ、ここ、え？ここ？うん。ここの、すぐ。 Theo như bạn có thể thấy, sau khi đi đến gần địa điểm trước kia từng xảy ra vụ án đáng sợ, lúc này có lẽ người đàn ông cầm camera đã vô tình quay lại được một hình dáng mập mờ trông rất ớn lạnh đã xuất hiện ngay gần đó. Theo như tôi thấy, hình dáng mập mờ bí ẩn đã xuất hiện bên trong đoạn video trên, đó rất có thể là một trong số những linh hồn của ba cô gái kia đã xuất hiện. Còn bạn, bạn nghĩ sao sau khi chứng kiến cảnh tượng rùng rợn trên? Nhớ cho tôi biết ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Số 2. Hình dáng đáng sợ của một cô gái. Một chàng thanh niên sinh sống tại Nhật Bản đã không thể nói nên lời khi kể lại câu chuyện đáng sợ do chính anh đã gặp phải vào một ngày đẹp trời cách đây không lâu. Theo như chàng thanh niên cho biết, đây có lẽ là câu chuyện ớn lạnh nhất mà anh đã gặp phải trong đời khi chỉ cách đây ít ngày, sau khi đến nơi làm việc nhận hàng và bắt đầu công việc shipper của mình, rất nhanh sau đó, anh đã nhanh chóng đi đến địa điểm đầu tiên là một lớp học tại nhà để giao hàng. Nhưng dường như, sau khi đến nơi và chuẩn bị gọi cho người chủ nhà ra để lấy hàng, thì lúc này, chỉ khi vừa bước chân xuống xe, có lẽ anh đã rất sốc với những gì đang xuất hiện trước mắt mình. Thank you.
Thứ quái dị đã khiến chàng thanh niên kia vô cùng ám ảnh khi gặp phải, đó chính xác là một hình dáng bí ẩn, với đôi mắt đen và khuôn mặt nhợt nhạt, trông rất giống với một cô gái, đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau anh ta. Điều kỳ lạ đã khiến cho rất nhiều người xem đặt ra câu hỏi, hình dáng bí ẩn này đã xuất hiện từ đâu, khi trước đó anh chàng shipper đã đi ngang qua nhưng dường như ở vị trí đó không hề có người. Vậy theo bạn, hình dáng bí ẩn với khuôn mặt đáng sợ bên trong đoạn video trên, đó liệu có thể là gì, và xuất hiện từ đâu? Đừng quên, để lại ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận của video này nhé! Số 3. Hồn ma xuất hiện ngoài hiên nhà. Mới đây, một người đàn ông giấu tên đã chia sẻ một đoạn video về cảnh quay đáng sợ được quay lại bởi camera giám sát lắp đặt phía trước nhà anh ta. Theo đó, sự việc bí ẩn xảy ra cách đây không lâu vào một buổi tối muộn. Lúc này, người đàn ông đang cùng gia đình của mình quay quần bên nhau. Đột nhiên, chuông báo động trước nhà của anh ta đã vang lên. Rất nhanh chóng, người đàn ông đã mở camera để kiểm tra, và anh ta đã rất sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng không thể lý giải sau đây. Theo như bạn có thể thấy, một hình bóng trắng bí ẩn đã xuất hiện từ hư không và từ từ di chuyển bên dưới sân nhà của người đàn ông kia, sau đó đột ngột tan biến một cách kỳ lạ. Đoạn video sau khi được đăng tải, nó đã nhận được rất nhiều ý kiến cho rằng đây rất có thể là một đoạn video đã qua chỉnh sửa. Nhưng tuy nhiên, một số người xem khác sau khi theo dõi đoạn video lại cho rằng đó chính xác là một hồn ma thật sự đã xuất hiện trong buổi tối ngày hôm đó. Vậy theo bạn, bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Nhớ nêu lên ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận của video này nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt thích, một đăng ký kênh và mong mọi người chia sẻ video đến bạn bè của mình cùng xem nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.